Với một điểm có được ở trận đấu sớm vòng 32 Premier League, Arsenal đã đạt được một cột mốc mà họ từng ao ước nhiều mùa giải. Sau 32 trận đấu, Arsenal có 75 điểm, hơn được đứng thứ 5 Tottenham 22 điểm. Với 7 trận trong tay, Spurs chỉ có thể giành tối đa 74 điểm. Theo đó, dù có thua cả 6 vòng đấu cuối, pháo thủ cũng chắc suất trong top 4 Premier League, đồng nghĩa với vé dự Champions League mùa giải kế tiếp. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2016-2017, Arsenal được trở lại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Trong lần gần nhất dự Champions League, pháo thủ vào vòng 16 đội và nhận thất bại với tổng tỷ số là 12 trước Bayern Munich. Sau khi bị Bayern Munich vùi dập, Arsenal chỉ kết thúc ở vị trí thứ 5 tại Premier League và không thể quay trở lại top 4 kể từ khi huấn luyện viên Arsene Wenger rời đi. Trước đó, việc giành được vé dự Champions League không phải là mối bận tâm của đội bóng phía Bắc London. Từ năm 1998 đến năm 2017, huấn luyện viên Arsene Wenger giúp Arsenal có được 19 lần liên tiếp dự cúp châu Âu, đỉnh cao là ngôi Á quân Champions League 2006. Sau mùa 2009-2010 vào tứ kết, Arsenal trải qua 2 trận liên tiếp bị loại từ vòng 16 đội. Khi đó, rất nhiều người đã cười cợt pháo thủ, chẳng ai ngờ rằng kể từ năm 2017, cũng là lúc tiếng nhạc hào hùng của Champions League không còn vang lên trên Emirates nữa. Dẫu cho Wenger ra đi, rồi Unai Emery cập bến, Arsenal vẫn không tìm được đường tới đấu trường mà họ đã từng nhiều năm hiện diện. Và cũng phải tới năm thứ 3 với Mikel Arteta, pháo thủ mới thỏa nguyện. Thực ra mà nói, tất cả những người yêu Arsenal đều hiểu, top 4 là mục tiêu tối thượng được đặt ra cho Arteta và các học trò. Cho dù họ đã đầu tư khá nhiều, nhưng ở Premier League, đầu tư là điều chẳng có gì đặc biệt. Một câu lạc bộ gần 20 năm trắng tay như Tottenham cũng có thể vứt vào kỳ chuyển nhượng khoảng 150 triệu bảng. Thế nên, cho đến thời điểm hiện tại, những gì mà Arsenal đạt được là vượt quá kỳ vọng của tất cả mọi người. Hãy nhớ rằng vào đầu mùa giải, máy tính dự đoán khả năng vô địch của Arsenal là 0,1%. Nhưng con người khác con vật ở chỗ, chúng ta luôn có tham vọng. Với những gì đã diễn ra trong hơn 30 vòng đấu đã qua, các cổ động viên Arsenal đã kỳ vọng rằng mùa giải này sẽ là một câu chuyện cổ tích với họ. Chiếc vô địch Premier League sẽ trở lại Emirates sau 19 năm dài đằng đẵng. Pháo thủ đã có quá nhiều cơ hội để làm được điều ấy. Nhưng 3 trận vừa qua, thay vì kiếm được 9 điểm thì họ chỉ thu về 1/3 yêu cầu đạt được. Nếu trận hòa Liverpool có thể tạm chấp nhận thì hai lần chia điểm trước West Ham và Southampton thực sự khó nuốt. Không ai nghĩ rằng Arsenal lại gặp nhiều khó khăn đến như vậy trước Southampton đang đứng bét bảng. Tuy nhiên, những sai lầm ở hàng thủ đã khiến pháo thủ phải trả giá đắt. Ngay những giây đầu tiên, thủ thành Ramsdale đã có đường truyền không khác gì kiến tạo cho Carlos Alcaraz ghi bàn thắng mở tỷ số. Theo Walcott, người cũ Arsenal, sau đó nhân đôi cách biệt cho Southampton trước khi gặp Real Martinelli rút ngắn cách biệt. Sang hiệp 2, Southampton tái lập thế dẫn 2 bàn nhờ công của Kalitaka. Rất may cho Arsenal là Odegaard và Bukayo Saka lần lượt tỏa sáng kịp thời trong những phút cuối để giữ lại một điểm ở sân Emirates. Chính vì thế, việc chính thức được dự Champions League mùa sau thay vì niềm tự hào lại trở thành nỗi chua chát với các cổ động viên Arsenal. Họ hiểu rằng giấc mơ vô địch đang mong manh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa phải là kết thúc với Arsenal. Tiền đạo Gabriel Jesus đưa ra thông điệp vực dậy tinh thần tất cả các đồng đội trước ngọn núi đầy chông gai thách thức. Bây giờ là thời điểm khó khăn, bây giờ là lúc để gắn bó với nhau cho đến cuối cùng. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm ở mùa giải này, chưa có gì là kết thúc. Chúng tôi vẫn đang tạo ra được cách biệt 5 điểm. Man City còn trong tay 2 trận. Nếu muốn vô địch, chúng tôi phải đến Man City và giành chiến thắng. Vậy thôi. Đúng như lời Jesus nói, đó là chiếc chìa khóa duy nhất để pháo thủ lật ngược thế cờ. Arsenal không còn lựa chọn nào khác là buộc phải thắng toàn bộ các trận đấu còn lại, bao gồm đánh bại Man City ở chuyến làm khách tại Etihad hôm 27 tháng 4. Với kịch bản 2 này, Arsenal sẽ kết thúc mùa giải với 93 điểm, trong khi Man City về nhì với 91 điểm, bất chấp thầy trò Pep Guardiola không đánh rơi bất cứ điểm số nào tại những trận đấu còn lại. Người ta thường nói, một đội bóng muốn vô địch thì phải hạ gục mọi đối thủ, kể cả yếu hay mạnh. Chiếu theo cách suy nghĩ này, thì Arsenal sẽ còn được tôn vinh nhiều hơn nếu họ đứng dậy sau sai lầm, đánh bại Man City và lên ngôi vô địch. Tuy nhiên điều này không hề đơn giản một chút nào. Kể từ ngày 5 tháng 2, Man City không biết thua là gì. Họ thắng như trẻ tre và tạo ra những bữa tiệc tấn công mãn nhãn. Ngay cả Bayern Munich cũng dễ dàng bị Man City đè bẹp với tổng tỷ số 4-1. Quan trọng hơn là Man City đang nắm quá nhiều lợi thế. Với cục diện hiện tại, Man City không nhất thiết phải thắng Arsenal ở trận đấu đại chiến vào giữa tuần sau. Về lý thuyết, Man City chỉ cần hòa Arsenal, đồng thời thắng toàn bộ những trận đấu còn lại là chắc chắn đăng quang. Nếu kịch bản này xảy ra, Man City khi ấy sẽ sở hữu 92 điểm, còn Arsenal tối đa chỉ thu về 91 điểm. Lợi thế hoàn toàn thuộc về Man City, dẫu cho họ chỉ đang xếp nhì bảng. Tất nhiên,
Man City chắc chắn không muốn chơi trò ú tìm với Arsenal. Họ sẽ phải đặt mục tiêu hạ Arsenal tại Etihad nhằm sớm kết thúc cuộc đua. Nếu thắng Arsenal, Man City được phép thua 1 trong số những trận đấu còn lại mà vẫn vô địch. Với kịch bản thắng Arsenal và thua thêm một trận bất kỳ, Man City sẽ có 91 điểm, hơn pháo thủ 1 điểm trong trường hợp đoàn quân Guardiola toàn thắng những trận đấu còn lại. Ngoài thuận lợi về mặt điểm số, Man City còn áp đảo đội bóng xếp trên mình về mặt tinh thần. Đó mới là thứ đáng sợ. Nhắc đến The Citizen, người ta sẽ nghĩ ngay đến một ông hoàng trong thể thức đua đường trường. Năm mùa giải gần nhất, Man City vô địch Premier League 4 lần. Riêng với cá nhân Pep Guardiola, ông xứng đáng được coi là bậc thầy trong những cuộc đua marathon. 13 mùa giải gần nhất với các đội bóng mình dẫn dắt, huấn luyện viên gốc Catalonia đã nâng cao 10 chiếc cúp vô địch quốc gia. Một hiệu suất chưa nhà cầm quân nào làm được trong lịch sử. So sánh từ các cầu thủ cho đến vị trí thuyền trưởng, rõ ràng Arsenal đều thua kém Man City vài bậc. Chính vì tâm lý ấy mà đội chủ sân Etihad cực kỳ tự tin. Còn pháo thủ run rẩy từ Maxellum như cái cách mà Thomas Partey gián tiếp tạo ra quả phạt đền trong trận đấu gặp West Ham, hay pha chuyền bóng ngớ ngẩn của Aaron Ramsdale vào chân cầu thủ Southampton. Đội ngũ hiện tại của Arsenal chưa từng ở vị trí có thể vô địch ngoại Anh. Hy vọng rằng họ sẽ vô địch năm nay và mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn kể từ năm tiếp theo. Nhưng bây giờ, khi chưa từng vô địch, sẽ có những lúc họ căng thẳng. Đó là những gì mà cựu huấn luyện viên của họ, ngài Arsene Wenger đã chia sẻ. Nhưng tưởng Arsenal mùa này đã khác, nhưng xem ra họ vẫn ưa thích bấm cái chuông kỳ bù quái ác. Bây giờ, nói về khả năng chiến thắng của Man City trong cuộc chạm trán trực tiếp ở vòng tới. Bóng chưa lăn thì chưa thể nói trước điều gì, nhưng những gì mà Arsenal trình diễn ở 3 vòng đấu gần nhất thực sự đáng lo. Ghi bàn không phải là vấn đề với các học trò của Arteta. Có thể chỉ ra ngay tử huyệt là hàng thủ. Saliba vắng mặt từ cuối tháng 3 vì chấn thương lưng. Trong hai trận đầu tiên trung vệ người Pháp không ra sân, pháo thủ thắng giòn giã cho Crystal Palace và Leeds United. Tuy nhiên, trong 4 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, sự vắng mặt của Saliba trở thành nguyên nhân chính khiến cho hàng thủ của Arsenal chơi tệ. Mọi thứ bắt đầu khi tuyển thủ người Pháp gặp vấn đề và chỉ thi đấu 21 phút trong trận đấu lượt về vòng 16 đội Europa League với Sporting CP. Arsenal để đối thủ Bồ Đào Nha cầm hòa 1-1 ngay tại sân nhà và ngậm ngùi chia tay giải đấu sau loạt đá luân lưu. Hai trận đấu với Liverpool và West Ham tại ngoại Anh, Saliba không ra sân và để lại khoảng trống lớn ở hàng thủ. 3 bàn thua trước đội cuối bảng Southampton thêm khẳng định cho điều đó. Điểm tựa lớn nhất với Arsenal từ đầu mùa đang trở thành tử huyệt của họ trong cuộc đua vô địch. Arsenal sẽ giải quyết bài toán Saliba thế nào nếu trung vệ người Pháp không kịp trở lại trong cuộc chạm trán với Man City? Ben White có thể được kéo vào giữa để thay cho một hậu đình đang chơi bất ổn. Nhưng ai sẽ đá thay cầu thủ người Anh ở vị trí hậu vệ phải? Takehiro Tomi giả sử chắc chắn nghỉ hết mùa vì chấn thương đầu gối và nhược điểm trong đội hình mỏng của Arsenal bắt đầu lộ ra. Ngược lại, Man City công thủ toàn diện, sơ đồ 3-2-4-1 rồi cho Pep tung vào sân 4 trung vệ. Còn trên cùng là Erling Haaland ghi bàn như một cái máy khâu. Trận đấu trên sân Etihad sắp tới, không biết chừng, sẽ là nơi chôn vùi giấc mộng đẹp của Arsenal.